Có chuyện gì vậy? Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời Để cứu các bạn không bị ăn hiếp Để bảo vệ các bạn không có robot Chúng tôi đại diện cho những nhân vật cài game giá rẻ Đầy khái và ngây ngất lòng người Musa Kojiro Chúng tôi là đội cài game bảo vệ giải ngân hà Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi Là như vậy đó Hello, xin chào các bạn lại là Quý Trần Gamer và hôm nay chúng ta sẽ chơi Murder Mystery à, à, Bí ẩn của tên sát nhân và hôm nay tôi sẽ trực 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 tiếp để tặng chơi game này vậy Bởi vì lúc chơi game thấy không có gì hại tôi coi nhưng mà quay xong thấy nó hài quá cho nên thôi à, Lúc quay trả nói từ từ chứ im im làm làm đi lì mà chơi thôi nhưng mà không sao đâu bây giờ tôi sẽ tường thật lại cho các bạn coi Cái trận này nó hài thôi rồi luôn Đầu tiên trận thứ nhất tôi là xe clip à, Để cho xe clip đi hiên ngang qua thấy à tên này áo trắng thấy nó láo, Ở tôi không biết nào, tên nè thấy nó láo, thằng này có vẻ láo láo rồi, bóp súng ra và bắn nó thôi. <laughs> nhìn, nhìn thằng áo trắng là thấy là không thích thì đó, bắn thôi, không lý do gì hết trơn á. Trận thứ hai tôi là innocent, Ở innocent thì mình không làm gì hết á, mình là đẹp trai, phong lưu, hoa phong giả, gian võ song tò, không có tướng tú nhưng mà mình không có dao cho nên là mình không đánh được ai hết á leo lên đây nhảy lên đây uh, núp thôi đó chỉ là lên đây uh, up bi thôi chứ không gì tôi và làm bị nó sành mà bắp này tôi sẽ núp ngay đây cái ông ở dưới đó nè nó cái ông mà bắp rang bơ nổi tùm lum á à, ổng hắn là mua đơ đó à, bạn để ý kỹ bạn thấy con dao ha hắn cầm dao ăn nhảy là hắn âm mua hắn là muốn giết tôi thôi à nhưng mà nó leo lên nhảy qua trở lại làm đủ kiểu hết á à, đánh tôi giết tôi không được chạy đi chỗ khác Ờ à, bao hồi lấy quay lại nữa đó quay lại quay lại ông à, mua là nhảy lên tôi nhưng mà cái này làm phải nói là uh, Tân Modder không biết có nhảy ốp bi và cây kết, bạn ấy không nhảy lên được, lý do là bạn ấy không biết nhảy lên. <laughs> Nhục chưa? tôi đã chiến thắng với lý do là Modder không thể nhảy lên được. Tiếp <laughs> theo lại là một innocent nữa. Nói chung thì chơi game thì tôi làm innocent cũng khá nhiều đó. Đây thì á, à, mấy ông mà cầm gấu 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 vậy là tôi nguy hiểm đó, thường mấy ông cầm gấu gấu gì có khả năng là Modder. Mấy mấy ảnh cầm gấu á một hồi ảnh chuyển thành dạng dao. ấy kìa đó, xác xe nhận xe nhà. Thế nhân là bạn áo sọc nhé <laughs> Ờ, tên thì quên rồi lúc chơi nhớ chứ bây giờ không nhớ đó đó cái hai người cứ hùa qua hùa lại thôi đó chạy qua chạy chạy qua chạy lại chạy lại hơn là hắn quay lại hắn chữ súng đó rồi chạy qua đây là coi tôi sẽ biểu diễn tuyệt chiêu thường là tôi chơi bu không có giỏi đâu ấy á bị cái này bị đồng đội nó hơi cản xíu nhưng mà anh em hãy coi đây bụp <laughs> ghê chưa tại thiện xạ ghê chưa bắn bách phát bách trúng luôn á bắn kiểu giống như đạn dí vậy đó cố lên anh ơi nữa kìa bắn xong rồi ông mới chắc cố lên anh ơi tiếp theo rồi chuyện gì xảy ra nếu mà tôi làm mua đơn hơi đơn giản lắm nè tôi thì ít làm mua đơn mà một khi đã làm mua đơn rồi thì tôi phải đồ sát hết tất cả thôi đầu tiên thì mình phải kiếm cái chỗ nào đó kiểu là mình phải tỏ ra mình là một người đẹp tay vô số tội đi vòng vòng coi như thế nào thôi là mua đơn tôi kiếm cái chỗ nào nó trống trống á thế mình dụ đối phương vô rồi <laughs> mình đồ sát hết cho nó gọn nghĩa là dụ dụ ông vô rồi giết ông sau đó là vụ ông nữa sau đó là giết ông nữa <laughs> nay lòng tiếng vậy bữa chơi không có nói gì tự. Bữa chơi quay cứ quay bỏ đó thôi quay và bỏ đó thôi giờ à, tôi phát hiện ra là khi mà mình để cái chức năng mà có dấu chân này á như các bạn nhìn bên tay phải thì nó hiện dấu chân người chơi và có thể phóng dao được nha nói em này là coi như là xong rồi đó <laughs> xác định rồi đó rồi đi xuống đây coi chủ yếu là này là tôi đi xuống đây tôi coi có cái chỗ nào để tôi ở đó không sau đó ai bu lại ông nào bu lại giết ông đó <laughs> nhưng mà thôi không có không sao hết không có thì đồ xét từng em một em hai em ô một khi mình đã làm mua rồi là mình hơi bị ghê đó Thôi nè em này thì bao chết rồi đứng như vậy thì không có chạy được nữa tâm lý nha các bạn khi mà bị sát chân Giết ở sau lưng là bạn chạy không có được đâu ừ, quý yếu sao á à, dạ. quý yếu là chết à mình quý quý, à, quý em này chạy đó ở à, chạy nhảy nhảy à, nhảy nhảy dí theo dí theo dưới đích luôn nè à mấy em này chạy hơi bị hơi bị nhanh đó nhảy wow tâm lý tâm lý khi mà bị thằng sát nhau nó dí á, là mình sẽ chạy theo cái kiểu là nó 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 quýu sao ấy. mình chạy công chạy vòng mà mình chạy không thẳng thì mình sẽ bị thằng sát nhau nó giết thôi à kiểu vậy cho nên là hay là bị mua đơ dưới sau lưng là sẽ bị chết thôi rồi đi coi giết thêm nạn nhân nữa nè thì biết là cái kết là chắc chắn là tôi phải à đây đây một em áo trắng à áo trắng đưa gặp áo trắng là giết ngay không tha đâu rồi cắm sừng đâu rồi bị cắm sừng mấy anh cắm sừng bị giết hết đi chơi rồi đó bị cắm sừng rồi mà thì đâu rồi ta nấp lùm thì đó mua đơ thì tôi sẽ đi tri xét từng em nhưng mà thường là tôi sẽ giết hết cái này là còn hơi bị thô và phải giết từng đứa nha hồi các bạn sẽ coi một cái tiệc chiêu vô cùng bị ỏi nhưng mà không bị bí á, à, súng à tôi bật haki quan sát lên thì súng bắn không trúng được tôi đâu tôi giết hết từng thực từ, trực từ, từ tiếp lại thôi chứ hồi hồi uh, hồi chơi không không quay <laughs> quay không có nói gì tờ. im lặng <laughs> miệng câm như hết vậy. chỉ làm lầm lì lì thôi bình thường tôi ít nói đó mình thấy tôi vậy để quay video nói nhiều chứ bình thường ít nói lắm cứ làm làm lì lì vậy đó. giống như không từ kỹ thì chắc không giống lắm không giống từ kỹ lắm đâu nó đồ sát hai em rồi tiếp theo còn em báo sọc thôi đạn nhân cuối cùng là một cái khoa vô cùng của người nè đó <laughs> bạn ấy đi vòng qua và bạn ấy bị giết <laughs> đi chạy chạy mà không suy nghĩ luôn ha Nghĩ sao chạy đường vòng <laughs> rồi tiếp theo ý nó à bây giờ sẽ là một bàn mới à hình như tôi nhớ cái này là tôi bị đồng đội tròn uh, nè đó đúng hơn là gặp ngay đồng đội quần chứ không phải là đồng đội bình thường à cái này không phải cái này không phải là đồng đội quần cái này là chỉ là lên trên đây và khiêu vũ rồi đó à, nhảy ấp bi từ mình nhảy ấp mấy phố cú này nè đó chơi mua đơn nhảy ấp mấy cú này nó có lợi lắm nhiều bạn chơi mua không biết nhảy ấp bi lên trên đây đứng không được <laughs> đứng ở dưới đứng ở dưới phóng dao không à đó lên lên đây đứng nhảy hả à, anh em lên đây đứng nhảy một ông nhảy là hai ba ông sẽ bu lên nhảy đó nhảy 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 và thường thì người ta có cái câu đoàn kết thì chết hết như thà chia rẽ thì còn chết lẻ tẻ chứ đoàn kết thì dễ bị chết hết lắm <laughs> thường mà mấy thanh niên mà tập trung nhảy như vậy thì có một thanh niên lạ tới thì các bạn biết chuyện xảy ra đó lại là innocent rồi lên đây đứng là chắc ăn an nhất anh đó cứ map này tôi lên tới cái cục gỗ này tôi đứng thôi là an toàn nhất nhưng mà mấy ông này cứ bắn quy bắn quy tôi không biết là tôi có tội gì nữa mà chơi bùa mà ông nào có súng là đầu tiên suy nghĩ trong não là bắn anh quy tước đầu tiên bộ đẹp trai đó có tội hết ta à? dường như là đẹp trai quá là bị cả thiên hạ ghét bỏ hay sao bây giờ sẽ là một màn tôi làm mua tiếp đó tôi làm mua thì cái cái này là hơi bị ghê luôn cái chuyện này là không ai làm được ít ai làm được chuyện này lắm à, đầu tiên là leo lên đây nấp lùm ít ai làm được cái cái chuyện này của tôi nè đảm bảo luôn hiếm lắm một vài người làm đó con mồi tới <laughs> nấp lùm thì à. nấp lùm xíu thôi là sẽ có con mồi tới rồi à. Good good hả? À. Cầm bản good good hả? À, đó, good good với ta. Đeo mắt à. gọi đây rút dao chém chết <laughs> tức là thế thấy không các bạn thấy cái bảng không à, uh, đơ giết uh, xe rip, xe rip giết Muder luôn đó là tốc độ uh, chém với tốc độ bắn súng nó ngang nhau <laughs> cho nên kết quả là hai đứa chết hết trơn <laughs> rồi bây giờ chúng ta lại quay lại nữa ở đây lại là một chiêu bị ổi của mua đơ đây khi bạn các bạn sẽ làm gì khi bạn là mua đơ chắc chắn là bạn sẽ giết người rồi nhưng mà giết làm sao nó cũng là một cái nghệ thuật Giết người là một nghệ thuật Và người giết người là một nghệ sĩ Tâm hồn giết người thì Lãng mạn nhưng mà đôi khi nó lại lãng nhách Đó lại đòi giết tôi nữa nè Đó, Lúc nào cũng vậy Bu đơ hay không gì cứ đòi giết thôi Vô game là đầu tiên là chắc em vô tội trước Vô trong đây núp anh em Một chiêu hơi bị ỏi Đó thế nào có thanh niên vô thì núp chung thôi Tạm biệt em nhé Chết là ngoan ngoãn, ngoãn cái đầu Đứng đây đứng đây rình thôi nè À, lâu, lâu lâu cái mình đi mình bò ra bò vô một xíu cho người ta thấy người ta thấy mình núp cái người ta vô người ta núp chung à, thấy chưa? <laughs> hai em cứ, cứ nói là giống như đây như, là em có súng <laughs> anh có dao thôi à, một em nữa vô là, gọn cho anh em cứ kiếm cái lùm đầu núp đó mà sao mà thập ló thập ló cho mấy thanh niên kia thấy à thấy cái vô núp chung vui. À tại mấy anh nghĩ là mình núp chứ mình không phải là đơ đâu. <laughs> Tìm quy. Đó cái bò hồi đó thanh niên thanh niên lại đi một thanh niên vô nữa là chụm của tội. <laughs> đây là một chiêu khá bị ổi đó. đó đây là một bàn trao đổi giữa hai thanh niên, một ông thì nói là này là YouTuber fake. Ờ, rồi bên đây thì ông này thì ông youtube à, nói là YouTuber real. Thôi tầm game gamer real Ví dụ tầm quy trò gamer phát kè <laughs> Cái avatar tôi đơn giản thế này mà ai muốn phát kè thì phát kè thôi Đỡ tốn kém mấy ông youtuber kia tiền đắt lắm uh, Có nhiều ông của sao kia tới mấy ngàn robot luôn á Rồi mà phát kè ông cũng đủ mạc nữa uh, Avatar tôi phát kè rẻ lắm Chỉ hình như tốn cái khăn tròn Khăn tròn rồi như 50 robot hay sao á Rồi uh, bằng cái áo vô hết rồi Còn lại đồ đồ biến phí không à rồi uh, sau một bàn trao đổi bao hồi thì các bạn biết chị xảy ra trên thế giới hay không <laughs> đó là nó 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 trắng ở áo rồi bao lên lấy xuống bắn <laughs> không hiểu nói bộ 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 youtube thật hay giả gì đó cũng không quan tâm nữa bây giờ nó cứ bắn rất là tính <laughs> thôi nay kiểu như là reaction vậy thôi tại vì chơi game thấy nó hài quá nên quay quay xong thấy nó hài quá nên đăng lên thôi rồi bye bye các bạn hẹn gặp lại ở những video tiếp theo